Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ giới thiệu các bạn cái sản phẩm SV107E Glad Music Controller. Phụ kiện đi kèm. Hướng dẫn sử dụng. Rồi, quét cái mã QR này để mình tải app về. Sản phẩm hoạt động với điện áp từ 5 đến 24V DC và nó ra bên đây, nó ra có VCC, CLK, DAT và GND. Thì với LED WS2812 thì các bạn chỉ cần sử dụng 3 dây là VCC, Data và Mat GND. Giờ mình sẽ thử cái module LED này. Nguồn mình sẽ sử dụng nguồn điện 5V cắm trực tiếp vào trong cái jack này, jack nguồn. Đầu tiên để sử dụng thì các bạn phải tải phần mềm, thì các bạn có thể quét cái mã QR ở đây hoặc các bạn lên Apple Store hoặc là CH Play để tải cái app. Đây mình sẽ quét. App này là Let's Show, mình đã cài rồi cho nên giờ mình mở thôi. Ở đây thì các bạn có thể quét, nó sẽ dò Bluetooth, nhớ bật Bluetooth lên nha. Mình đã bật Bluetooth rồi nè. Thì cái tên của nó là SV107E, các bạn chọn vào nó và khi mà kết nối thành công thì chỗ này sẽ có một cái nút đã mở. Mình ở đây hiện tại mình test với lại cái LED ma trận. LED này là kích thước 8x8, là 8 cột nhân 8 hàng. Thì ở đây mình sẽ cài đặt đây là cái số lượng LED. Này, mình sẽ cài đặt 8 này. Số cột là 8. Rồi nhấn OK. Và bây giờ mình sẽ đây. Đường này đường out thì sẽ đưa vào in. Thì này nó sẽ có cái hiệu nè. D-in là data in, còn out thì có thể nối tiếp nhiều module khác nhau. Với đây là hai dây cấp nguồn của LED, thì cái này do cái bảng này kích thước cũng khá nhỏ cho nên mình sẽ không cần gấp dây này mà sử dụng nguồn trực tiếp từ ở trong cái bộ này phát ra. Giờ là trong đây mình đang sử dụng có cái micro cảm biến ở đây, ở đặt ở vị trí trên trong này. Nếu mình không sử dụng micro này thì mình sẽ sử dụng dây cáp ở đây. Đây là sợi dây cáp đi kèm. Dây cáp được đi kèm với cái sản phẩm. Và để cài đặt thì chúng ta enter vào. Giờ mình sẽ mở một cái bài nhạc. Bạn lưu ý là
chúng ta sẽ chọn cái WS2811 nhé. Bây giờ mình sẽ lắp thêm một cái bảng này, một cái bảng mắc nối tiếp với lại bảng này. Do bảng này khá dài cho nên mình sẽ cấp thêm nguồn riêng cho cái bảng này. Chúng ta sẽ mắc nối tiếp như thế này, vào đây. Rồi, chúng ta sẽ thiết lập lại. Ở đây là vẫn là 8 cột nhưng mà đến 32 hàng cộng với 8 hàng ở đây nữa là 40, thì mình sẽ đây là thay đổi cái giá trị thành 40. Rồi bây giờ để mình thử. Mở nhạc lại nhé. Và với sản phẩm này thì các bạn hoàn toàn có thể mắc nối tiếp dài ra nữa, không ảnh hưởng gì cả.
Thank you.